Hôm nay thì đến mùa trồng bông Tết rồi thì giờ mình xuống nhà bạn mình ha, coi tham quan vườn hoa Tết mà trứng bông dạng thọ nè, bông màu gà bạn mình trồng Tết á. Trong video lần trước thì mình quay á, thì bạn mình mới vừa trồng bông màu gà thôi. Thì trong video lần này thì bạn mình đã trồng thêm mấy cái loại bông dạng thọ nữa mà mọi người, qua cúc nè, dạng thọ cúc này, cúc ban mai này, dạng thọ thái này ha. Bây giờ thì mình cùng đi xung quanh khám phá vườn hoa Tết của bạn mình, xem vườn hoa Tết của bạn mình. Ủa nè, bạn mình trồng cái này là sống đời nè mọi người. Sống đời xe mai kìa. Ủa trồng nhỏ xíu này, trồng 4 cây luôn hả Tâm? Trồng nhỏ xíu mà trồng 4 cây dữ vậy? Ủa sao trồng này nè, tao mua 4 trồng này nè. Ừ 6, 8 4 chậu này là 4 chậu đó đó. Quá trời luôn, bông Tết luôn nè mọi người ơi. Cái này là bông nhãn thọ. Ủa trồng cây 4 chậu hả? Bông cúc bông xôi nha các bạn. Cúc bông xôi hả? Đúng rồi. Chậu 4 cây chứ lộn. Quá trời quá Tết luôn chuyến này. Ủa cái này sao 3 cây mà ngoài 4 cây vậy? 4 cây mà bán cái khác. Đẹp quá. Bốn cây. Còn là dạng thọ 4 cây không? Ủa trồng hết trơn rồi hết không? Rồi trên đó lại xào gì lên đó nữa? Đâu? Ủa? Thì vậy? Có xào đâu? Tôi sợ tội. Ủa sao nó trồng mấy cái chậu này, nó cũng trồng luôn vậy? Cái này dạng thọ cúc hả? Cái này dạng thọ gì? Cúc bằng mai hả? Trời, trồng 5 cây luôn nè. Đi trước đi bé. Trời ơi. Ước gì cái cây của mình được phân nửa giống vậy. Không bằng. Đi ngoài coi nữa phải. Em chồng phụ hả? Giỏi gì vậy? Tâm ơi, của tao chảnh nhỏ xíu rồi Tâm ơi. Cành lá đây xum xê, nhìn chảnh chưa có lá cành gì chứ. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đẹp quá ha. Này nó nở bông rồi nè. Con gà nó lên nè. Trời ơi, cây trên chảnh bằng 1/3 của cây này. Ý mà trọng lượng cái trời. Ừ, chán ghê. Lần nào mình trồng cũng bằng nó chứ. Cái trồng sao hay quá. Ta bằng cái dĩ của bà còn chừa lại cái dĩ đó lên. Trời ơi. Sao này? Ủa vô chân hả? Chết cha. Tiếc gì chờ. Không, mày đưa tao cây hai ba lỗi luôn. Trời ơi, đã ghê. Vườn hoa phe sắc màu. Đã quá ha. Trời ơi, lên màu luôn rồi nè. Chánh chưa có cây nào được nhúng chị luôn. Hàng xóm nó trồng tới đây ta còn khen là ngon, rồi xuống đây nó còn lên cao lên. Gì? Cái tưới phân hữu cơ với cái gì mà nó đã lân đó. Mà lân không mày tao mới đuối. Dơi nữa hả? Dơi mất. Ủa Tâm bằng cái chậu bụi và bá với là trồng mấy cây giờ mày? Đúng rồi hả? Đã vậy. Hoa Tết. Ủa hôm nay có đăng video không? Hello. Trời ơi, phá nha. Đền nha.
thiệt hại tiền tỷ á. Ủa cắm cắm câu hả? Đã quá trời luôn này chồng. Để rồi. Tâm ơi, hồi mày bỏ mấy cái cúc ăn mai gì ra, Tâm ơi, chồng một lỗi cho nó đẹp. Chồng lột sọt quá kỳ. Gì hả? Cây bốn chậu, chậu bốn cây. Ủa Tâm, nãy bỏ ly trà sữa vào trong chưa? Gì hả? Tấm dán nó đem theo làm gì vậy? Ừ. Vậy hả? Có trái không? Không, hai con đó, hai con năm trước đó. Ủa vậy hả? Có trái không á? Ra buồn không á? Cái này màu vàng hả? Tao thích trồng một màu mày ơi, dạng thổ pháp mày cho tao dạng thổ pháp được rồi. Mày trồng mày đưa tao trồng nhiều quá đó. Không, chuồng chuồng đâu. Wow, chuồng chuồng mọi người ơi. Nắm tay bị sida hả? Nè, chậu bóng cây nè. Tết tết. Tức ghê luôn á, nãy giờ nói chuyện không có bấm quay miếng nào. Bin ơi là Bin. Lo nói chuyện không à, đi dạng thôi. Sao không đồng đi, để đồng đi. Chồng mày bán bông chưng Tết dầm á. Chồng bán bông chưng Tết Tâm. Ừ. Đấy, đã vậy. Đây, giới thiệu mọi người dạng thổ Tết nha. Đây là bạn Bin. Bin đứng lại. Ủa sầu riêng này mấy năm rồi là Tâm? Sầu riêng này mấy năm rồi? 2 năm cây đã vậy. Một dọc luôn. Trời ơi, nó kêu nó đi chậm chậm, nó đi dèo dèo vậy. Kỳ vậy. Kỳ vậy. Chứ đi. Chứ đi. Chứ đi. Chứ đi. Chứ này vậy, ổ này đẹp nè. Này ai chồng vậy? Này em chồng hả? Bên đây em chồng hả? Đẹp. Ê trời ơi, sao nó lủng vậy? Làm gì vậy? Làm gì vậy? Cây ớt hả? Wow, ê. Ở bên Vĩnh Long người ta trồng ớt kiển gì không á? Cái này có
trái nào vậy đó. Trồng ớt kiển hả? Trái tròn vậy. À, không, ở bên bển trồng ớt kiển bằng gang tay á, xong người ta chưng xong cái trái ớt đó, rồi xong người ta lấy móc ra, người ta nhét thịt vô chổng, người ta nướng luôn á. Ớt gì á, mà tao với bạn tao đi mua bển 100.000 cậu, hơn 120 cậu á. Mà có nghĩa là trái ớt đó không, chưng tết xong rồi không, người ta chẻ ra, người ta để vô nướng luôn á, hoặc là ăn được luôn. Đúng rồi. Ủa sao nhỏ ra vậy?